Good morning. Yeah, ngày cuối của năm 2023. Hôm nay mình ăn sáng rồi mình ở nhà spend time với thằng con. Các bạn rủ đi uống cà phê nhưng mà thôi. Mình ở nhà người nó cũng không có khỏe lắm. Anyway. Mình ăn sáng là có trứng nè ha. Có lạp xưởng, có cà tomat, chỉ có broccoli là cái cải mà nó có bông bông cải cải bông. Có tiêu vô, chẳng tí muối vô, có cái chai ớt chua này để mình ăn thử trước rồi mình thích thì mình bỏ vô. Thì trước khi mình ăn, mình muốn chúc các bạn năm mới vui vẻ, sức khỏe là vàng, sau đó là may mắn, tiền bạc vô ào ào nha. Cái này tết tây xong rồi tết ta là còn nhiều nữa hơn á, còn tốt hơn nữa. But anyway. Cái trứng này á là mình chiên với mình bỏ cái này là giống như là cái củ cải mà nó ướp chua của Nhật ăn á. Nó bé. Mình thấy còn dư chút xíu thôi mình bỏ vô ăn luôn. Chúc các bạn vui vẻ. Mình rất là cảm ơn những các bạn mà đã theo dõi mình lâu rồi. Lúc đầu thì mình làm video thì nó cũng có vẻ vui, cũng có vẻ nhiều người tò mò thắc mắc. Họ theo dõi tại vì mình kể chuyện về vượt biên rồi mới qua Mỹ làm sao nó thấy là lạ, họ coi nhiều lắm. Nhưng mà sau này thì cuộc đời bình thường của mình á, mình up lên những cái video hàng ngày nó không có vui, không có gì. Nhưng mà các bạn vẫn theo, có một số các bạn vẫn theo cho nên mình rất là cảm ơn. Rồi tóc xù xù. Phải nên cắt tóc, nhuộm tóc để ăn Tết chứ này. Qua đây này các bạn. Và mình rất là thấy cảm ơn các bạn mà vẫn theo dõi mình. Dù video nó cũng khá bo chán. Mình cứ làm thôi, vui thì làm. Không ai thích coi thì thôi, mình chịu. Lúc trước mình ra video hàng ngày luôn nhưng mà lúc này thì cũng hơi chán. Qua năm sau thì mình có thể một tuần mới up lên 3 lần. Video mình sẽ cố gắng làm cho nó có cái gì đề tài vui vui lạ lạ cho các bạn xem. Nhưng mình cũng không có hứa lắm, biết nữa. Tại vì mình không có muốn bỏ công làm cái kiểu giống như mấy đứa mà nó YouTuber mà nó kiếm tiền để mà nó sinh sống thì nó phải cố gắng tạo cái content hay hoặc là nó làm cái gì sốc cho người ta coi. Mình thì mình chỉ làm cho vui thôi. Cho nên nhiều khi không có gọi là tụi nó suốt ngày suy nghĩ diễn bài rồi ra làm giống như tài tử. Mình chỉ thích thì mình quay, thích mình không quay, mình chia sẻ cái vui cái buồn cái đủ thứ đó. Cái phàn nàn đỏ xanh trứng thì vàng giống như là Christmas vậy. Nói giờ chưa ăn trái cầu mát. Hơi chua chua. Đáng ngần. Hôm nay là định khoảng 10 giờ mình coi football. Đội nhà chơi cũng còn regular season chưa có vào chung là vòng loại.
Tuần rồi ngày Noel là mình hào hứng cả tuần luôn, chờ đội nhà ra đấu. Không ngờ hai đội nhà gặp cái đội kia quá hay. Trong vòng có 15 phút mà nó thua điểm quá trời. Coi đến hiệp đầu cái mình chịu hết nổi, cúp không coi nữa. Thất vọng tràn trề. Tuần này mình hy vọng đội chơi hay lại. Còn hai trận nữa là sẽ vào vòng loại. Đội nhà đang cố gắng giành đứng hạng nhất để mà được chơi sân nhà phải không? Dự định hôm nay là dẫn con shopping mall, có cái quán sushi ngon lắm, hai chồng có ăn sushi xong rồi cái đi chợ, trong cái shopping nó có cái chợ luôn, mua miếng bánh ngọt gọi là cheesecake ấy. Mình chắc mình ăn không được nhiều đâu, tại vì mình đã nhất định năm mới ăn kiêng ăn cử, thì chưa chi mình đã ăn kiêng cử này không có tinh bột. Well, tất cả thức ăn đều có tinh bột thôi, nhưng mà cái này nó rất là ít, nghĩa là cái mình ăn vô cái máu đường nó không có lên, còn mình ăn cơm nó lên cao vậy cái là cơ thể mình không có lọc ra được chất đường như xưa nữa đó, thì nó sẽ đọng trong máu. Máu chất đường nhiều quá thì nó chảy qua những cái cơ tạng, tai tạng, nội tạng như là phèo phổi, nó nổi mấy cái dây thần kinh trên sau con mắt nè, nó động lại, nó động lại thành crystal giống như muối vậy đó, nó động lại rồi cái nó sẽ làm cho hư cái dây thần kinh đó luôn, thậm chí hậu quả đến mù luôn. Mình thì không muốn mù, mình muốn được nhìn đời qua con mắt. Mình thích nhìn cái đẹp, cho nên mà nếu bị mù mình bù chắc rồi. Thì mình là như vậy đó, là tính ăn kiêng, không có ăn tinh bột nhiều nữa. Rồi đi bác sĩ rồi coi, nó chỉ thì không có cách nào chỉ được cái bệnh tiểu đường hết. Chỉ có là mình đừng có ăn uống nhiều tinh bột quá để cho nó đừng lên cao quá thôi. Cái nội tạng tên là pancreas, tiếng Việt Nam mình đi tám cái chuyện lá lấp gì đó, thì nó tiết ra cái chất gì đó để mà nó tiêu hóa cái chất đường, cái glucose. Và bây giờ nó yếu rồi, nó không phải cần chích thuốc, nhưng mà mình chưa đến nỗi phải chích thuốc, chỉ có uống thuốc thôi. Nói tới mình nhớ thuốc này là bác sĩ cho nè, và mình uống. Uống thuốc này mà mình ráng tập đi bộ thì nó cũng giữ control cái đường dữ lắm, nhưng mà mệt mỏi làm biến cái nó quậy quậy đó. Thôi bây giờ mình vừa ăn vừa nói cũng nó nguội hết rồi, thôi bây giờ để mình ngồi mình ăn hết xong rồi mình chuẩn bị làm công việc nhà, coi football. Mình chúc các bạn năm mới hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe là vàng. Xin chào, tạm chào, bye bye. Yeah, 49er win, champion. Bây giờ mình dẫn con đi ăn, hai cha con đi ăn sushi xong cái mình mua cái cake cái gì đó về nhà mình nhậu ngồi chơi, relax. Cái quán này, nhà hàng Mỹ nó đang xây cất lại. Thì trong đây có bán sushi để hai cho con vô ăn phải ngon không? Cái này gọi là Oak Ridge Mall, một trong những cái shopping mall ở San Jose rất nhiều lắm các. Mình nghĩ chắc khoảng 10 cái shopping mall ở đây, tất cả đều là owned by Westfield. Westfield là ở đây có shop trong Moo Moo Hot Pot,
Mà công nhận bây giờ những cái nhà hàng Á Đông đông. Rồi thẳng thôi, trong cái cửa này là có cái sushi.